Hello, chào bạn, quay lại kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ với mọi người về cái vụ cái hồ bạc đấy các bạn. Cái hồ bạc mình mua thanh lý lại nên nó bị rắc rối trục trặc liên tục à. Hôm bữa thì bị rách xì nước rồi dán lại các bạn. Bữa nay bơm nước có nước, bữa giờ nước giếng hết các bạn. Đợi nước có nước lại bơm lên thì nó xì tiếp. Bây giờ dán chỗ khác. Đang tìm lấy cái kem con chó nó dán lại cái chỗ rách các bạn. Đâu có chỗ rách đâu. Cái chỗ này là nó thông giữa hồ với ngăn lắng số 1 luôn các bạn. Nên bắt buộc phải dán lại. Mấy cái này nó hở keo hết rồi nè. Rác vậy là mai đợi nó khô rồi chêm keo vô. Chỗ này nữa nè các bạn, thấy không? Nên mình nghĩ là mọi người không nên chơi hồ bạc đâu. Cái này mình thanh lý lại thôi chứ mọi người đừng có chơi cái hồ này nha. Nó xúc cái cây ra rồi nè mấy đứa. Nói chung là lỡ lấy về rồi nên mình sẽ làm lại để dưỡng cá cũng được các bạn. Nhưng mà còn mọi người thì mình thấy là không nên đâu. Nên mua mấy cái thang nhựa như thế này thì sẽ rất là bền hơn nha mọi người. Cá mini, cá 25 30 cm của mình bữa nay còn ít rồi. Còn bữa nay là nguyên một thùng cá Nhật từ hồ chính của mình chuyển qua luôn các bạn. Vẫn chưa xong cái hồ chính. Lấy cái máy khò cho nó khô rồi dán luôn. Chứ cái này để bữa giờ mấy bốn tháng gì rồi. Mình đang soạn hàng gửi về cái răng Cần Thơ các bạn. Cái này là máy bơm Feriha BV16000 nè. Cái này về Đồng Tháp nè các bạn. Zimax và chổi là về Đồng Tháp nha. Con này đèn UV là về Hồ Chí Minh. Với lại hôm nay có quá trời cái đơn mà mình gửi về Nghệ An rất là xa. Anh quay cho các bạn xem nha. Các bạn hồi nãy đóng tới 210kg nha các bạn. Cái tiền ship lên tới 1,4 triệu. Xong rồi mình với khách mới bàn với nhau lại nên mình lấy cái đồ nặng ra các bạn. Mình lấy san hô nè, nhâm thạch ra. Nên mình thấy vậy nên mình cũng làm clip chia sẻ với mọi người luôn là những cái đồ nặng mà rẻ tiền thì các bạn có thể nên mua ở khu vực của mình để khỏi ship đi xa các bạn. Chứ ship đi thì tiền ship nó nhiều quá thì cũng tội cho mọi người nữa. Mình với anh đó bàn trao đổi với nhau rất là lâu nên cuối cùng là quyết định là bỏ những cái món nhỏ nhẹ ra và làm những cái món gửi những cái món cần thiết mà ở ngoài đó nó bán quá mắc thôi. Ví dụ như mấy bơm nè. Hồi nãy là mình làm cái đơn bơm Vera BB 12.000 với lại bơm BG 40.000 các bạn. Đây các bạn, chỉ cuối cùng mà chỉ gửi được 4 tấm xi mắc và mấy bơm rồi mình nhét hết vô trong cái thùng bự này luôn. Tại mình gửi bưu điện thì nó tính theo cồng kềnh. Nhưng mà thật ra nếu mà những cái kiện hàng như thế này mà gửi bằng xe nó cũng tính như vậy các bạn. Hết chuyện này nè, một thùng với lại 4 tấm xi mắc gửi bưu điện hết 900 ngàn các bạn. Nhưng mà gửi tiền xe chắc cũng tầm cỡ đó. Một thùng nó lấy phải 200 ngàn nếu mà gửi ra tới ngoài Nghệ An, tại mình gửi xe Bắc Nam đó các bạn. Nên nhiều khi mình cảm ơn mọi người ủng hộ mình rất là nhiều. Nhưng mà ở xa quá thì ở trong thành phố thì rất là rẻ nha các bạn. Nhưng mà gửi về xã đó, rồi gửi về xã là nó chuyển qua chuyến huyện rồi qua chuyến xã nên rất là mắc luôn mọi người đó. Nên những người ở xa ủng hộ mình đó thì mình rất là cảm ơn. Những cái đơn hàng giống như gói thùng nhỏ như vậy thì rất là rẻ nha các bạn, từ vài chục cho tới 150 thôi. Mà những cái kiện mà vô xã vô đồ đó, nó ở xa thì nó hơi mắc một tí. Còn cái hồ này thì mình đang làm tới đây rồi đó các bạn. Sơn xong rồi bây giờ thì mình ngâm phèn chua nha các bạn. Mình chỉ sơn lớp đáy nên mình chỉ ngâm cái phần lớp đáy thôi, rồi mình lấy phèn chua mình đập rác ra rồi mình ngâm xuống để cho nó khử cái mùi sơn với lại cái chất trong sơn này ra. Còn về màu thì nó rất là tốt nha các bạn, không bị xuống màu. Cái này là dơ thôi, lau vệ sinh đi là không sao hết, không bị xuống màu. Với lại mình thấy là nó chắc chắn hơn cái sơn rồng đen trước kia mình sơn. Rồi hôm nay mình chỉ làm clip chia sẻ với bạn về cái hồ bạc nha, không nên sợ bạc nha các bạn. Bây giờ mình các bạn thấy không, chổng gió lên đó rồi bây giờ đợi khô rồi làm rất là cực luôn.
nếu mà hộ bạc mới á, thì sau này nó cũng một như vậy đó các bạn. Nên mình nghĩ các bạn không nên xài hộ bạc đâu. Rồi cứ mua mấy cái tăng nhựa mà bự á, có loại như mình vậy nè, tăng tròn này mà tới 3 khối luôn á, thì làm đấy nó sẽ bền hơn rất là nhiều. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye.